Chào các bạn, đến với kênh Trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng. Trong chủ đề video lần này, Quốc Anh sẽ tiếp tục nói về sự thức tỉnh Kundalini. Trong video trước, sau khi chia sẻ về Kundalini, đã có rất là nhiều bạn gửi thư về hộp thư email saohealing777a@gmail.com và các bạn đã đặt ra rất nhiều câu hỏi xoay quanh thức tỉnh Kundalini. Thì trong video lần này, Quốc Anh sẽ dành thời gian để trả lời tất cả những thắc mắc của các bạn. Trước tiên, Quốc Anh sẽ chia sẻ về cảm xúc của một người đã trải qua sự thức tỉnh Kundalini. Các bạn hãy cùng nhau lắng nghe. Trước khi thức tỉnh Kundalini của tôi đã chạy từ linh hồn song sinh của tôi trong gần 3 năm. Thời gian trôi qua, tôi hiếm khi nghĩ về anh ấy. Và khi tôi làm điều đó với sự bối rối lớn, gặp anh ấy đã buộc tôi phải lớn lên và trưởng thành về mặt tinh thần và cảm xúc. Nhưng ngay cả khi vào đêm khuya, tôi thường cảm thấy trống rỗng và cô đơn, và một cuộc khủng hoảng hiện hữu đang diễn ra trong tôi. Sau lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi đã định cư ở một đất nước mới với cùng một đối tác lâu dài. Tôi đã nhiều lần cố gắng rời đi khi gặp linh hồn song sinh của mình. Tôi đã có một công việc mới thú vị, ngôi nhà mới, những người bạn mới và một cuộc sống mới với nhiều chuyến du lịch quốc tế. Nhưng tôi cảm thấy trống rỗng ở bên trong. Mỗi đêm, tôi cảm thấy đau đớn và cảm thấy mất mát. Đây thực sự là cuộc sống của tôi sao? Đây là tất cả sao? Tôi nhớ mình nằm trên giường khóc. Tôi quay sang cầu nguyện và cầu xin vũ trụ giúp đỡ. Tôi nói rằng tôi đã sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì là tốt nhất của tôi. Chỉ một tuần sau đó, vào tháng 4 năm 2005, tôi đã lái xe đi làm về ở làn giữa của đường cao tốc ba làn. Đột nhiên, một chiếc ô tô xuất hiện từ hư không bên cạnh tôi, bên trái, và đi thẳng về phía trước xe của tôi. Để tránh anh ta, tôi quay mạnh tay lái về phía làn đường bên phải và nhìn thấy nỗi kinh hoàng trong gương. Có một chiếc xe khác ở đó, gần như song song với tôi, và tôi sẽ đâm vào nó. Sau đó, tôi trở nên hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức về bản thân mình như một người quan sát cuộc trò chuyện tâm trí của tôi. Tâm trí tôi sợ chết, nhưng người quan sát không được. Người quan sát không bị ràng buộc bởi thời gian, không gian, hình thức. Không có gì có thể làm tổn thương, sợ hãi hoặc giết chết nó. Người quan sát này chỉ biết đến tình yêu, hòa bình và thanh thản. Tôi dường như xoắn ốc vào một chiều không gian khác, nơi tôi thấy mình với người đàn ông mà tôi sắp được thể hiện là linh hồn song sinh của tôi. Không phải là hai cá nhân, mà là một. Tràn ngập một rung động hạnh phúc của tình yêu, được tắm trong ánh sáng dữ dội, giống như lần đầu tiên anh hôn tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự chạm môi của anh trên trán tôi, đốt cháy con mắt thứ ba của tôi. Chúng tôi bị vướng vào một, giống như một cái cây quấn quanh mình, trong một vòng xoắn kép của tình yêu đang trỗi dậy, được bao quanh bởi sự im lặng, hạnh phúc và những tia sáng vượt thời gian và không gian. Tôi không biết thời điểm này kéo dài bao lâu, nhưng cảm giác như một lát cắt vĩnh cửu. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng xe cộ. Tôi không biết ai đã phá vỡ, là tôi hay chiếc xe. Khi tôi mở mắt ra, nó đã kết thúc trong chớp mắt, nhưng cảm giác như là mãi mãi. Cả cuộc đời tôi đã ở trong khoảnh khắc đó. Tình yêu là tất cả những gì tôi có, không có gì khác quan trọng. Nụ hôn trên trán tôi là một nụ hôn của sự sống, chứ không phải của cái chết. Đó là một lời chào mừng, không phải là một lời tạm biệt. Đó là một khởi đầu mới, không phải là kết thúc. Đó là thực tế, không phải là ảo ảnh.
Tôi bối rối và run rẩy khi về đến nhà. Tâm trí tôi không thể xử lý những gì đã xảy ra. Cả đời tôi không thể hiểu được người đàn ông này, người mà tôi mới chỉ biết được vài tuần, cách đây vài năm. Đang quay cuồng trong thứ trông giống như một chuỗi xoắn DNA với tôi, quấn lấy tôi như thể chúng tôi chỉ là một người. Một hoặc hai đêm sau, khi tôi nằm một mình trên giường, tỉnh dậy, tôi bắt đầu nhận thấy một loạt dòng năng lượng tinh tế chạy trong cơ thể mình. Chúng đang tạo ra gần như một cảm giác nhột, giống như những sóng nhỏ rung động, rất rõ ràng và khác biệt. Tôi cảm thấy rung động ở tai và chân, nhưng chủ yếu ở nửa thân dưới. Đột nhiên, căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng mãnh liệt và một sự im lặng kỳ diệu. Và cùng với nó là một năng lượng rung động lớn. Khi tôi cảm thấy năng lượng và ánh sáng đó, tôi thấy anh ta, linh hồn song sinh của tôi. Anh xuất hiện ở cuối giường của tôi, tắm trong ánh sáng. Tôi đã không liên lạc với người đàn ông này gần 3 năm, nhưng anh ta đã ở đó. Cơ thể anh như một phương tiện của ánh sáng trắng rạng rỡ. Tôi nhận ra anh ấy ngay lập tức, từ năng lượng mà anh ấy đang phát ra. Như thể anh ta minh bạch, bên trong anh ta tràn ngập một thứ ánh sáng trắng tinh khiết, mãnh liệt, đẹp đến nghẹt thở và vô cùng đẹp đẽ. Phần sáng nhất của ánh sáng là xung quanh trái tim anh, sáng như mặt trời. Trên thực tế, nó sáng đến nỗi tôi đưa tay lên che mắt, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cả anh và ánh sáng. Tôi mỉm cười khi nhận ra mình cũng tràn ngập ánh sáng này. Từ trong tôi nghe thấy một giọng nói to và rõ ràng: hãy lớn lên. Với điều đó, anh ấy dường như đốt cháy một cái gì đó trong tôi, và tôi cảm thấy một sự mở ra khác biệt trong trái tim tôi, rất rõ ràng. Trong một luồng năng lượng mạnh mẽ, đáng kinh ngạc, Kundalini bắn xuyên qua tôi, dọc theo xương sống của tôi, giống như một luồng lửa lỏng. Sự gia tăng năng lượng bắn ra từ trái tim tôi, sau đó lên đến trung tâm của cơ thể tôi, và sau đó lên đến đỉnh đầu của tôi. Tôi bất giác cong lưng, cơ thể tôi đập mạnh khi những cơn sóng hạnh phúc mãnh liệt tràn qua tôi. Nó cảm thấy tuyệt vời, rất sống và rất thật. Nó làm rung chuyển cốt lõi bên trong của tôi. Tôi cảm thấy sự hiện diện linh hồn song sinh của tôi biến thành 1 triệu hạt ánh sáng màu đang trút xuống người tôi, cuốn trôi tôi, và không cảm thấy gì ngoài niềm hạnh phúc trọn vẹn. Chúng tôi hòa nhập với nhau, chúng tôi là một. Nó cảm thấy như toàn bộ cao trào của tôi, mỗi nguyên tử trong mỗi tế bào trong tôi, từ ngón chân nhỏ nhất đến những góc sâu nhất trong não tôi, đều cao trào, và đó là niềm hạnh phúc thuần khiết. Tôi thấy sự kết nối và không tách rời của mọi thứ, và tôi đã trải nghiệm bản thân như là một phần của một, bơi qua một vũ trụ bất nhị, nổi lên trong cõi siêu phàm, tuyệt đối của thần linh. Tôi cảm thấy một sự tuôn tràn của tình yêu và lòng trắc ẩn đối với tất cả, và nhận thức sâu sắc rằng những người khác thực sự là tôi. Tôi du hành xuyên vũ trụ, nhìn thấy các thiên hà được tạo ra từ bên trong con người tôi, cảm thấy sự gần gũi mãnh liệt của vũ trụ. Tôi biết rằng tôi phải chịu trách nhiệm cho sự trọn vẹn của chính mình, như tình yêu mà tôi đang có. Tình yêu là tất cả. Khi tôi thức dậy vào một ngày mới, tôi thấy rằng mọi thứ đã thay đổi. Tôi là một giọt nước trong đại dương vô tận. Tôi nhận ra rằng mặc dù tôi chỉ là một giọt nước trong toàn bộ lớn hơn, tôi cũng là một trong đó, chứa đựng tất cả những gì trong chính nó. Trong những ngày này,
Tuần và tháng tiếp theo, tôi thấy mình cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Cảm thấy những luồng năng lượng mạnh mẽ bao quanh cơ thể, phát triển mãnh liệt khi thời gian trôi qua. Tôi hầu như không cần bất kỳ giấc ngủ hay thức ăn nào, và tôi thích nhiều trải nghiệm tâm linh do Kundalini thức tỉnh mang lại. Chẳng hạn như có thể đọc được mọi người, tâm trí và năng lượng, và ngay lập tức có thể kết nối ở cấp độ sâu với bất kỳ ai trong mọi tình huống. Tôi nhận thức được thời gian ban đêm của mình, thoát khỏi hành trình du hành cùng với linh hồn song sinh của tôi, cũng như hai kiếp trước với anh ta. Tôi đã có những giấc mơ và tầm nhìn đầy ý nghĩa, đặc biệt là liên quan đến mục đích của tôi trên hành tinh này và làm thế nào điều này liên quan đến linh hồn song sinh của tôi. Tôi phát hiện ra rằng tôi có thể chữa lành vết thương và thấy mình nhận được vô số thông tin tâm linh mà tôi đã dành hàng giờ để viết ra mỗi ngày trong gần một năm. Sau đêm đó, tôi cũng thấy rằng tôi có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào về sự sáng tạo, cuộc sống, bất cứ điều gì, và được trả lời ngay lập tức. Linh hồn song sinh của tôi ở bên trong tôi, và tôi đang cảm nhận những gì anh ấy đang cảm nhận. Anh ấy là một phần trong lớp trang điểm tràn đầy năng lượng của tôi, và là một phần không thể phủ nhận trong tôi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tôi bị điên, hoặc có lẽ nhận thức cảm tính của tôi đã tăng lên vài bậc. Tâm trí tôi đầy những câu hỏi: đây là gì? Nó có nghĩa là gì? Điều kỳ lạ nhất là lúc đầu, khi những năng lượng bắt đầu tuôn trào trong tôi không thể nhớ một điều về khoảng thời gian tôi dành cho anh. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi chứng hay quên của mình, không thể nhớ rằng chúng tôi đã làm việc cùng nhau. Anh ấy trông như thế nào, hoặc tại sao chính xác anh ấy không còn là một phần của cuộc sống của tôi. Những gì tôi đã nhớ là lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt xanh dữ dội đó và nhìn thấy linh hồn của chính tôi, sự vô tận của tất cả mọi thứ. Tôi đã nhớ cảm giác như thế nào khi có ai đó tin vào tôi và chấp nhận tôi. Tôi nhớ cách anh ấy luôn đọc suy nghĩ của tôi và biết tôi không giống ai. Làm thế nào anh ấy là người duy nhất thực sự hiểu tôi. Mỗi ngày tôi cố gắng không nghĩ về nó, nhưng những ký ức cứ hiện lên trong tâm trí tôi, trở lại với tôi rõ ràng như thể chúng tôi chỉ xa nhau ngày hôm qua. Tôi nhớ cách anh ấy nói với tôi rằng tôi là hình ảnh phản chiếu của anh ấy. Tôi nhớ nụ hôn đó trên trán, rồi đứng ở ga tàu với anh ấy đêm đầu tiên, rồi hôn anh ấy, dành cả ngày và đêm bên nhau, tiếng cười, nước mắt. Ở mọi nơi, tôi liên tục bị nhắc nhở về linh hồn song sinh của mình. Mỗi cuộc trò chuyện tôi có, những người tôi tình cờ nói chuyện, những bài hát tôi nghe, tất cả mọi thứ phục vụ để nói với tôi rằng tôi phải tìm lại anh ta. Tốc độ và tần suất mà các sự kiện, dấu hiệu và sự đồng bộ diễn ra khiến tôi không nghi ngờ gì rằng vũ trụ đang cố nói với tôi điều gì đó. Điều này kết hợp với những năng lượng mãnh liệt mà tôi đang cảm thấy dường như liên quan đến anh ta, khiến anh ta không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Tôi đã hoàn toàn chắc chắn rằng tại sao bây giờ anh ấy đột nhiên trở thành một phần của cuộc sống của tôi một lần nữa. Và tôi đã quyết định gửi email cho anh ấy. Cảm thấy như bị thúc đẩy và được hướng dẫn để làm như vậy. Tôi không có sự lựa chọn. Tôi đã xóa địa chỉ email của anh ấy, nhưng đột nhiên sau 3 năm, nó lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi chỉ muốn biết anh ấy hạnh phúc. Tôi đã mong chờ gặp anh ấy. Anh ấy trả lời trong vài giờ sau khi nhận được email của tôi, cho tôi biết anh ấy đã nhớ tôi bao nhiêu năm nay. Không có gì có thể giúp tôi chuẩn bị cho dòng năng lượng mà tôi đang trải qua khi chỉ nghĩ về anh ấy.
tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhất, rung động nhỏ nhất, sự thay đổi nhỏ nhất mà tôi dường như có thể cảm nhận được, năng lượng của anh ấy cộng hưởng và tương tác với tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã gửi email và gọi cho nhau hàng ngày. Phát hiện ra cuộc sống của chúng tôi đã một lần nữa phản ánh nhau như thế nào trong thời gian chúng tôi xa nhau. Thật ngạc nhiên, anh ấy cũng đã chuyển đến cùng một đất nước ngay trước khi tôi đến và hiện đang sống cách tôi chưa đầy một giờ. Mỗi ngày, những năng lượng giữa chúng tôi cứ tăng cường đến mức có cảm giác như một khoảng trống năng lượng khổng lồ đang kéo chúng tôi lại với nhau bằng một lực đơn giản ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Sự kết nối đã có một cuộc sống của riêng nó và cả hai chúng tôi đều bị cuốn vào lực từ tính không thể phủ nhận của nó. Tôi biết rằng chỉ vài tuần nữa tôi sẽ trở lại trong vòng tay của anh ấy, khám phá sự kết nối của chúng tôi thực sự sâu sắc và mãnh liệt như thế nào. Sự thức tỉnh Kundalini của tôi đập vào tôi sự thật rằng linh hồn song sinh của tôi và tôi được tạo ra cùng nhau, không bao giờ tách rời, luôn luôn có kết nối tâm linh, luôn luôn là một. Anh ấy luôn ở bên tôi và anh ấy đã ở đây suốt. Tinh thần của tôi đã được nâng lên thành một khoảnh khắc không có thời gian và không gian tồn tại. Chúng tôi được ôm trong vòng tay ấm áp, được truyền vào ánh sáng và sức mạnh của anh ấy, hòa quyện vào nhau. Chỉ vài năm sau, tôi mới biết rằng tôi đã trải qua một sự thức tỉnh Kundalini. Theo thời gian, tôi nhận ra rằng sự mở rộng thần bí này chỉ là khởi đầu của hành trình của chúng tôi. Và chúng tôi không thể trở thành thiên thần tâm linh chỉ sau một đêm. Thay vào đó, chúng tôi được nhìn thoáng qua về một thực tế cao hơn hiện đang nằm trong tầm nhìn của chúng tôi, và chúng tôi được cung cấp các công cụ để đến đó. Nhưng chúng tôi vẫn có tất cả hành lý để làm và công việc nội bộ phải làm. Hy vọng duy nhất của chúng tôi nằm ở lời hứa rằng niềm hạnh phúc và thanh thản mà chúng tôi cảm thấy khi chúng tôi tập trung vào tình yêu và trở thành con người thật của chúng tôi, cuối cùng sẽ dẫn chúng tôi về nhà. Đó là một câu chuyện của một người vừa trải qua sự thức tỉnh Kundalini. Trong video trước, Quốc Anh đã chia sẻ về Kundalini là như thế nào. Và trong video này, Quốc Anh sẽ nhắc thêm về một số thông tin hữu ích nữa cho các bạn được nắm bắt, được hiểu rõ hơn về Kundalini. Kundalini là tên tiếng Phạn cổ cho lực lượng cuộc sống nguyên thủy làm thức tỉnh tất cả chúng sinh, khởi đầu quá trình tăng trưởng và giác ngộ tâm linh bằng cách hợp nhất cơ thể, tâm trí và linh hồn của chúng ta. Vì nó bắt nguồn từ nguồn thiêng liêng, nó dẫn đến một trạng thái ý thức mở rộng và kết nối chúng ta với tất cả chúng sinh. Nó cũng tiết lộ bản chất thực sự của chúng ta, nuôi dưỡng tính độc đáo cá nhân của chúng ta và xác nhận mục đích thiêng liêng của chúng ta. Và chúng ta truyền cảm hứng, khuyến khích người khác làm điều tương tự. Vì sự chiếu sáng của Kundalini trong não cho phép một người nhận ra sự thật về sự đồng nhất, tất cả những người tự nhận thấy điều này đều giống nhau. Hạt giống hay tia năng lượng của thần này nằm im lìm trong chúng ta, cuộn chặt quanh luân xa gốc của chúng ta, đang chờ thời điểm thức tỉnh tâm linh. Sau khi được đốt cháy, ngọn lửa Kundalini di chuyển qua phần còn lại của luân xa, trung tâm năng lượng kích hoạt lần lượt từng luân xa bằng cách đốt cháy mọi khối trắng mà nó gặp trên đường, khiến những cảm xúc tiêu cực trồi lên bề mặt. Một khi tất cả các khối bị xóa, năng lượng đạt đến đỉnh đầu và đi qua vương miện luân xa, nơi nó hòa quyện với dòng năng lượng tâm linh. Sự thật và kho báu cuối cùng của cuộc sống nằm trong chúng ta.
tồn tại trong mọi truyền thống tôn giáo, tâm linh và trí tuệ vĩ đại. Tại sao và làm thế nào để mọi người tìm cách đánh thức Kundalini của họ? Một Kundalini thức tỉnh tạo ra một kết nối trực tiếp đến các cõi thiêng liêng và mở ra trực giác của chúng ta, cho phép chúng ta nhận được thông điệp. Kundalini của chúng ta cũng có thể được đánh thức thông qua các phương tiện thụ động hơn, chẳng hạn như một con đường đầu hàng nơi người ta buông bỏ tất cả những trở ngại để thức tỉnh. Thông thường, sự thức tỉnh thụ động này xảy ra thông qua việc truyền tâm linh hoặc châm ngồi từ một giáo viên, người mà Kundalini đã được đánh thức. Điều này có thể xảy ra trong một cuộc gặp gỡ vật lý và có thể có chủ ý hoặc không. Kundalini cũng có thể được kích hoạt hoặc giải phóng bởi một lực lượng bên ngoài như tai nạn, chấn thương, trải nghiệm cận tử hoặc chấn thương tinh thần. Một sự thức tỉnh Kundalini là một trong những tác động của việc tiếp xúc với linh hồn song sinh của bạn. Đó là mục đích của linh hồn song sinh của bạn để bùng nổ cuộc sống của bạn trong thời gian thiêng liêng, để khiến bạn nhớ về bản chất vô tận và bất tử thực sự của bạn. Lực cần thiết để giải phóng năng lượng Kundalini giống như phản ứng tổng hợp hạt nhân của các cực bổ sung của các cơ thể năng lượng của linh hồn song sinh. Khi linh hồn song sinh kết nối, ngọn lửa này sẽ đốt cháy ngọn lửa vĩnh cửu của Kundalini bên trong chúng. Thường thì sự đánh lửa xảy ra thông qua liên kết tình dục. Tuy nhiên, nó cũng có thể xảy ra thông qua tiếp xúc trực tuyến, nghe giọng nói của linh hồn song sinh của chúng ta, dành thời gian với họ. Lý do không cần tiếp xúc vật lý là linh hồn song sinh được kết nối với nhau thông qua 5D, hệ thống cơ thể. Trong đó, sự kết hợp vật lý chỉ là một phần nhỏ. Sự thức tỉnh của Kundalini là một quá trình dần dần và các triệu chứng dẫn đến năng lượng đạt đến luân xa vương miện, tạo ra sự tự giác và giác ngộ có thể mất nhiều năm. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian hơn nếu linh hồn song sinh không tiêu thụ vật chất của họ, vì đó là liên minh tình dục của họ thông qua hôn nhân thiêng liêng, liên minh giả kim giúp mang lại sự kết hợp ở mọi cấp độ. Lý do một sự thức tỉnh Kundalini đầy đủ hiếm khi xảy ra ngay lập tức khi gặp linh hồn song sinh là vì thường chỉ nhờ sự chia ly mà niềm đam mê của họ dành cho nhau trở nên xác thực trong nội bộ và bản ngã của họ đủ lành để cho phép xác nhập có thể diễn ra. Ngay cả khi linh hồn song sinh không còn tiếp xúc vật lý, năng lượng kết nối hệ thống thần kinh trung ương của họ và 5 cơ quan chính sẽ được liên kết với nhau. Sự thức tỉnh bây giờ xuất hiện từ sự tương tác vô thức với cơ thể năng lượng của linh hồn song sinh của chúng ta, thường tích lũy sau khi chúng ta đạt được một khoảnh khắc đầu hàng. Sự hợp nhất nguyên tử kết quả sau đó giải phóng những bí mật bị khóa trong DNA của chúng ta và thay đổi sự rung động tần số của cơ thể tinh thần, làm dấy lên sự thống nhất trong chính chúng ta. Một khi điều này xảy ra, các khả năng tâm linh, chẳng hạn như cảm nhận lẫn nhau những suy nghĩ khác về mặt thần giao cách cảm và năng lượng của nhau một cách tự nhiên, ngay cả khi không ở bên nhau. Điều này cũng thường bao gồm một cảm giác đáng kinh ngạc về tình yêu vô điều kiện, niềm hạnh phúc và mong muốn cho linh hồn song sinh của chúng ta. Điều này không có nghĩa là cả hai linh hồn song sinh đã sẵn sàng cho sự hợp nhất vào thời điểm này. Nó chỉ có nghĩa là tia lửa đã được đốt cháy và mọi thứ từ thời điểm này trở đi là chuẩn bị cho sự kết hợp cuối cùng của họ. Do đó, trong thực tế, sự thức tỉnh Kundalini là sự thức tỉnh của sự đồng nhất mà họ từng chia sẻ. Một khi chúng ta đến gần sự kết hợp vật lý với linh hồn song sinh của chúng ta và nhìn lại sự khởi đầu của sự thức tỉnh tâm linh,
Thường thì trường hợp một linh hồn song sinh với Kundalini đã được kích hoạt, đóng vai trò là giáo viên dạy cho người kia. Điều này có thể hoặc không có nghĩa là họ biết rằng bạn là linh hồn song sinh của họ. Tuy nhiên, họ có thể có một cái nhìn và cách tiếp cận cân bằng với toàn bộ tình huống và kết nối. Thông thường, với sự thức tỉnh tâm linh của chúng ta nắm bắt được một cách rõ ràng về một tương lai rõ ràng của chúng ta với linh hồn song sinh của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biết rằng có nhiều việc phải làm, bao gồm cả các thỏa thuận linh hồn hiện có, trước khi chúng ta có thể đạt đến điểm đó. Và một câu hỏi được đặt ra, làm sao tôi biết Kundalini của tôi đã được kích hoạt? Trong quá trình thức tỉnh dần dần, Kundalini có thể được cảm nhận ở nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể, tùy thuộc vào việc luân xa nào được làm sạch và kích hoạt. Một số triệu chứng phổ biến nhất là ngứa ran, xả năng lượng, lạnh hoặc nóng, chạy qua các bộ phận khác nhau của cơ thể, run rinh, co giật cơ bắp và cảm giác bị chèn ép hoặc nóng rát. Và những điều này được cảm nhận trong suốt quá trình thức tỉnh. Có những triệu chứng Kundalini khác nhau. Khi Kundalini đến trái tim của chúng ta có thể cảm thấy sức nóng, áp lực và chuyển động trong khu vực tim, bao gồm cả nhịp tim dữ dội và không đều. Cảm xúc của chúng ta trồi lên bề mặt, kèm theo khóc, giận dữ, dễ dàng di chuyển thành nước mắt. Khi Kundalini chạm đến luân xa cổ họng, chúng ta cảm thấy áp lực, đau nhức ở cổ họng, hàm và cổ, và chúng ta cảm thấy chúng ta tìm thấy chính mình nói lên sự thật của mình, hoặc thậm chí la hét và đòi hỏi những thứ đã bị đàn áp. Trong khi Kundalini di chuyển lên luân xa của mắt thứ ba, chúng ta có cảm giác những cơn đau đầu với cảm giác nóng rát, ngứa ran và kéo quanh não và hộp sọ. Khi Kundalini đạt đến vương miện luân xa, chúng ta sẽ trải nghiệm sự mở rộng toàn diện, kiểu nổ lớn của ý thức của chúng ta. Với điều này, chúng ta có thể thấy một số triệu chứng hiếm gặp hơn, chẳng hạn như gặp ánh sáng thần thánh bên trong, tê liệt hoàn toàn hoặc tạm thời cơ thể, hoặc cảm thấy rất hạnh phúc đến mức nó sẽ hoàn toàn áp đảo ý thức của bạn nếu bạn cho phép nó. Thường thì một người sẽ trải qua cảm giác hạnh phúc tự nhiên và cực lạc, cũng như những khoảng thời gian của niềm vui, tình yêu và lòng trắc ẩn to lớn. Sự thức tỉnh Kundalini cũng mang lại nhiều trải nghiệm tâm linh như ký ức về quá khứ, du hành thiên văn, nhận thức về luân xa và hào quang, nhận thức ngoại cảm, tiếp xúc với hướng dẫn tinh thần, giấc mơ và tầm nhìn, tăng khả năng sáng tạo. Và có một bạn đã chia sẻ rằng là khi mà bạn đó được thức tỉnh Kundalini đã khiến bạn đó có những hành động điên rồ. Cụ thể chia sẻ đó như sau: áp lực lên cơ thể tràn đầy năng lượng của tôi gây ra bởi cuộc họp với linh hồn song sinh và mọi thứ được mang lên bề mặt sẽ bị xóa, khiến Kundalini của chúng tôi tăng nhanh hơn. Gặp gỡ linh hồn song sinh của chúng tôi đã là một sự kiện rất căng thẳng và việc Kundalini của chúng tôi tự thức tỉnh trên đỉnh của nó có thể rất đáng lo ngại và thường đánh chúng tôi mà không có cảnh báo trước. Chúng tôi có thể trong một thời gian không thể xử lý những gì đang xảy ra với chúng tôi đúng cách và trở nên quá tải. Khi chúng tôi bị tấn công bởi tất cả những năng lượng này và hiểu biết sâu sắc về linh hồn song sinh của chúng tôi là ai, đây cũng là lúc mà nhiều người trở nên bị ám ảnh về linh hồn song sinh của họ, dẫn đến một số hành vi tuyệt vọng. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng linh hồn song sinh của chúng ta có thể chưa có sự thức tỉnh tâm linh của họ, và ngay cả khi họ có thể không hiểu ý nghĩa gì về nó và có thể bị hoảng loạn như chúng ta,
không thể hoặc không muốn chia sẻ những gì đang xảy ra với họ khi chúng ta theo đuổi họ và đến với họ với tất cả các định nghĩa tâm linh và lý thuyết về linh hồn song sinh sẽ chỉ đẩy họ đi xa hơn. Tại thời điểm này, điều quan trọng là bạn phải làm bất cứ điều gì mà bạn cần làm để chữa lành năng lượng và làm bất cứ điều gì cần để tìm một số nền tảng vững chắc. Bạn đang làm rất tốt và có lẽ cũng như bất kỳ ai trong tình huống của bạn, bạn không đơn độc, bạn sẽ không trở thành mối nguy hiểm cho chính mình, mặc dù điều đó có thể cảm thấy như vậy. Cá nhân Quốc Anh thấy rằng, việc học cách truyền năng lượng bằng cách hòa hợp với Reiki đã giúp Quốc Anh tiếp cận bản thân và tiếp cận năng lượng đến một cách cân bằng hơn nhiều. Quốc Anh chia sẻ video này và nhận thấy rằng các thông điệp chuyển từ ý thức phổ quát đã cung cấp cho Quốc Anh một lối thoát để thể hiện những ý tưởng mới và tình yêu mà Quốc Anh đang cảm nhận. Và sau cùng là một câu hỏi. Rất là nhiều người cùng một câu hỏi như thế này. Gặp một sinh đôi giả, một mối quan hệ nghiệp quả có làm thức tỉnh Kundalini hay không? Khi bạn gặp linh hồn song sinh giả của mình, bạn sẽ nghĩ rằng bạn đã gặp một người duy nhất, người mà bạn sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình, ngay cả khi bạn chưa bao giờ tin vào điều đó trước đây. Tuy nhiên, mục đích của họ không phải là nửa kia của bạn, nó chỉ đơn giản là để đánh thức bạn. Mọi thứ sẽ được xem xét, công việc của bạn, gia đình bạn và bất kỳ mối quan hệ nào khác mà bạn có thể tham gia. Nó sẽ dẫn đến cái được gọi là Kundalini hoặc sự thức tỉnh tâm linh. Sự gắn bó với sinh đôi giả sẽ rất độc lập, nhưng thường thì bạn sẽ không nhận thức được hoặc đủ trưởng thành về mặt tâm linh để hiểu. Cuộc hành trình rất nghiệp, sinh đôi giả đã đi vào cuộc sống của bạn để làm cho bạn nhận thức được tất cả các mô hình mối quan hệ rất độc hại và tiêu cực này mà bạn đã tham gia trong nhiều năm. Khi bạn gặp song sinh giả, bạn trở nên vô căn cứ từ thực tế. Đó là lý do tại sao bạn có một sự thức tỉnh tâm linh. Bạn trở nên nhận thức được bản chất tâm linh của thực tại tồn tại song song với cõi vật lý. Năng lượng của bạn sẽ bắn lên các luân xa trên, mắt thứ ba và vương miện. Đây cũng là lý do tại sao có một thành phần gây ám ảnh cho mối liên hệ, thường mang tính tình dục cao. Chúng bị giam giữ trong luân xa xương sống, là thứ điều khiển cảm xúc, nghiện ngập, tình dục và ám ảnh của chúng ta. Bạn sẽ không thể ngừng suy nghĩ về chúng cho dù bạn có cố gắng thế nào. Kết quả là sự thức tỉnh mà bạn trải nghiệm sẽ cho phép bạn xóa nghiệp và giải quyết các mô hình ở mức độ cảm xúc hoặc tinh thần mà bạn đã phải đối phó trong suốt cuộc đời này, cũng như trong các kiếp trước. Một khi nghiệp chướng đã được xóa, điều này xảy ra khi bạn bắt đầu phát hành các mô hình cũ và thực hành các kỹ thuật nền tảng. Bạn sẽ bắt đầu mất đi sự hấp dẫn của mình đối với người mà bạn từng thần tượng và tôn thờ như nửa kia của mình. Bạn sẽ bắt đầu thấy rằng mọi thứ bạn đã nghĩ về người đó là sai, và trực giác của bạn mất một lúc để giúp bạn chữa lành. Một phần của sự chữa lành đó đã được thực hiện thông qua kết nối sinh đôi giả, và một khi sự chữa lành đó xảy ra, cuối cùng bạn sẽ trở về với thực tại. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích và nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có thể chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách chúng ta cùng nhau cộng hưởng tích cực để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể gửi email về hộp thư saohealing777@gmail.com mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới video. Các bạn có thể chia sẻ về mối quan hệ linh hồn song sinh của các bạn
về câu chuyện của các bạn và hoặc là những điều mà khiến các bạn trăn trở trong cuộc sống. Ngoài ra, các bạn có thể like fanpage Linh Hồn Song Sinh để tham gia vào những buổi live stream trực tiếp của Quốc Anh. Quốc Anh chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Các bạn xem video có thể đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.